Những tưởng mối tình đẹp như cổ tích sẽ đơm hoa kết trái. Thế nhưng vào một ngày định mệnh, mối tình cổ tích ngày nào lại dẫn đến một kết cục bi thảm. Hầu hết những kẻ sát hại đều biện minh cho hành động của mình là vì quá yêu, nhưng sẽ không một ai chấp nhận tha thứ cho thứ tình yêu ích kỷ, lụy tình đó. Trong tình yêu, không hề có chỗ đứng cho những kẻ vì tình mà coi thường mạng sống người khác, coi thường luật pháp. Cựu trung úy sát hại người tình vứt xác phi tang. Ngô Minh Thông vốn là trung úy hình sự, mang trong mình một tương lai với đầy hứa hẹn của một người thực thi pháp luật. Thế nhưng, chỉ vì hai chữ tình yêu, vị trung úy đã đánh mất tất cả, bị tước danh hiệu công an nhân dân sau khi nhúng chàm bởi những hành vi hết sức man dợ. Đầu năm 2024, Ngô Minh Thông ở độ tuổi 29 là cựu cán bộ công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi sát hại nhân tình. Dù đã có vợ con, công việc ổn định, song quá trình công tác, Thông đã nảy sinh tình cảm với cô gái 28 tuổi là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 2, thị xã Cai Lậy. Những ngày trước khi thảm án xảy ra, mối tình vụng trộm của Thông đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Thông đã hẹn bạn gái gặp nói chuyện. Như đã hẹn, vào một đêm thanh, Thông đi ô tô đến bãi đất trống gần công viên quảng trường thành phố Mỹ Tho gặp người tình. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã về mối quan hệ tình cảm. Thông tức giận đã bóp nghẹt nhân tình đến tử vong. Trung úy cảnh sát sau đó đã trói tay nạn nhân, bỏ thi thể vào bao tải, đưa lên ô tô chở đến cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre, vứt xuống sông phi tang rồi trở về đơn vị làm việc bình thường. Hai hôm sau, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân giặt vào bờ nên đã trình báo cảnh sát. Sau 3 ngày khoanh vùng điều tra, công an Bến Tre đã xác định thủ phạm là Thông. Được biết, nạn nhân là con thứ hai trong gia đình, có hai chị em. Từ đó cô sống với người cô ruột, không có con gái ở gần nhà cha mẹ. Cuộc sống của người phụ nữ xấu số này được những người xung quanh đánh giá là rất hòa đồng, gần gũi, tích cực với cộng đồng và rất có trách nhiệm. Tài xế taxi sát hại nhân tình giữa cửa hàng thời trang. Trước đó, một nữ nhân viên bán hàng quần áo ở Bắc Ninh cũng gặp phải cái kết bi thảm từ nhân tình của mình. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hiệp, 37 tuổi, trú tại phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên, làm nghề lái taxi, đã có vợ và hai con, nhưng thường xuyên đến cửa hàng thời trang Ubin đặt tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để gặp chị Ngô Thị P, 27 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên cửa hàng vào các buổi trưa. Và một buổi chiều tháng 10, Hiệp đến cửa hàng gặp chị P, là nhân tình, cũng là nạn nhân trong vụ việc, và hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hiệp dùng dao nhọn tác động liên tiếp 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng, khiến chị P tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp vứt hung khí tại hiện trường rồi lái xe taxi bỏ trốn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc taxi của Hiệp đỗ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội. Nhân chứng tại khu vực cho biết, Hiệp đã lái chiếc xe này đến đỗ trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng. Qua điều tra, cơ quan công an cho biết, Hiệp sinh ra trong gia đình có nền tảng, nhiều người trong họ là cán bộ, viên chức. Hiệp từng vỡ nợ và mâu thuẫn với người thân, từ đó ly thân với vợ và xuống Bắc Ninh làm tài xế taxi. Hiệp và nạn nhân đã có mối quan hệ tình cảm khoảng 3 năm nay. Nguyên nhân dẫn đến vụ án có thể do mâu thuẫn từ việc chị P muốn chấm dứt mối quan hệ. Á Khôi, 17 tuổi, bị phân xác phi tang ở sông Hồng. Một tuần trước vụ án mạng tại Bắc Ninh, dư luận trong nước không khỏi bàng hoàng, xót xa về hành vi tàn bạo, dã man, mất nhân tính của gã đàn ông mang danh nhân tình. Theo đó, vào một ngày trưa tháng 10, Tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra bóc gỡ vụ án. Tại hiện trường, cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm, pháp y tử thi. Thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh. Qua xác minh tại nơi phát hiện, cảnh sát nhận định thi thể là nữ giới, khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo và đang trong giai đoạn phân hủy. Nguyên nhân tử vong được kết luận là mất máu cấp do hai vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và thành tim. Công an Hà Nội khi đó nhận định đây là vụ sát hại. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi đoạt mạng nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt và giấu xác tại sông Hồng, gây khó khăn cho công tác xác minh danh tính bị hại. Xác định việc tìm ra tung tích nạn nhân là mấu chốt để bóc gỡ vụ án. Trong chưa đầy 24 giờ, công an đã tìm ra câu trả lời. Thi thể trên là của HIN, 17 tuổi. Xác minh được danh tính, ban chuyên án bắt đầu dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Trong quá trình này, Công an Hà Nội đưa ra nhiều nhận định, giả thuyết dựa theo những cơ sở khoa học, dữ liệu thu thập được. Trích xuất camera giám sát, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Tạ Duy Khanh. Tiến hành truy vết, cảnh sát đã bám theo Khanh từ khi đối tượng rời căn hộ đến bến xe Giáp Bát đi Thái Bình. Từ việc truy vết các mối quan hệ của nạn nhân, Công an Hà Nội cử lực lượng tới nhiều địa phương để tìm hiểu, xác minh.
đồng thời cung cấp ảnh và danh tính của đối tượng đến các cửa khẩu đề nghị hỗ trợ, đề phòng Khanh bỏ trốn ra nước ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 14 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện Khanh đang trốn ở nhà riêng tại xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an tỉnh Thái Bình tổ chức bắt giữ Khanh với mục tiêu đảm bảo an toàn cho lực lượng cũng như phải giữ được tính mạng của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Khi đột kích vào nhà, cảnh sát phải ngăn Khanh tự kết liễu sinh mạng bằng dao. Đối tượng thời điểm đó hoảng loạn, trốn trong gầm giường. Tại bệnh viện, Khanh khai nhận hành vi sát hại chị N rồi phân xác để phi tang. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, nạn nhân nợ Khanh 50 triệu đồng nhưng chưa trả dù nhiều lần bị đòi. Trước đó, Khanh và nạn nhân cùng nhau đi ăn, sau đó đã về căn hộ của Khanh tại khu đô thị Vinhome Ocean Park ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, câu chuyện về món nợ tiếp tục được đưa ra, dẫn đến mâu thuẫn. Khanh đã dùng con dao gọt hoa quả loại lớn tác động trực tiếp vào người chị N 5 nhát, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng kéo thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, lấy một con dao khác để phân xác nạn nhân. Xong xuôi, Khanh cho toàn bộ các phần cơ thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín. Lời khai của Khanh thể hiện, hắn gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê xe do anh LNT điều khiển. Bị can yêu cầu tài xế chở hắn cùng thùng xốp bên trong đựng thi thể đến miếu bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Đến bậc dẫn lên xuống của sông Hồng, Khanh bảo anh T dừng xe và nhờ cùng bê thùng xốp xuống để tại bậc lên xuống. Khi tài xế rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N xuống sông Hồng để phi tang. Công an Hà Nội cho biết, Khanh vứt phần chân và đầu của nạn nhân xuống sông, chôn phần thân ở mép sông. Sau đó Khanh gọi tài xế T đến đón, đưa về căn hộ. Về đến chung cư, đối tượng lấy xe máy đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai điện thoại của chị N xuống sông Hồng, giấu túi sách, dép của chị N ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng. Hai ngày sau, do lo sợ thi thể nạn nhân bị lộ, Khanh đi mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực chôn xác chị N. Tuy nhiên, thấy có đông người, nghi phạm trở về. Rạng sáng ngày hôm sau, Khanh một mình quay lại khu vực trên và đổ xi măng phủ lên nơi chôn phần thân của nạn nhân. Tới ngày hôm sau, khi biết công an đã phát hiện vụ việc, Khanh bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Về nhân thân của kẻ thù ác, công an thành phố Hà Nội cho biết Khanh đã có vợ con nhưng không sống cùng ở Vinhome Ocean Park. Đối tượng chưa có tiền án tiền sự, khi gây án cũng không ngáo đá. Được biết, trên trang Facebook cá nhân, nạn nhân N chia sẻ nhiều hình ảnh với Vương Miện thể hiện đã đoạt giải tại cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2022. Về hành vi của mình, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ có hay không những hành vi khác của Khanh như cướp tài sản, xâm hại nạn nhân. Câu chuyện cuồng yêu đến mức coi thường mạng sống của người khác lại tiếp tục gây rúng động dư luận khi tối ngày 25 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Đặng Phi, sinh năm 1995, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi sát hại tình nhân. Trước đó, vào trưa ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Tất Hát là chủ nhà nghỉ FP thuộc huyện Murdrak bất ngờ phát hiện Trần Đăng Phi và chị TNIN, sinh năm 2006, trú tại xã Êm Lay thuộc huyện Murdrak, có nhiều vết thương trên người nên đã báo cơ quan chức năng. Công an xã Ereng đã tới đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Murdrak. Tuy nhiên, chị N tử vong, còn Phi được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi sức khỏe ổn định, Phi khai nhận với công an. Vào cuối năm 2022, Phi và N quen biết rồi nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, N đang học lớp 12 tại huyện Murdrak. Phi trước đó cũng nhiều lần từ tỉnh Nghệ An vào huyện này để thăm N. Trước Tết Nguyên đán năm 2024, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn và chia tay. Đến ngày 21 tháng 2, Phi vào huyện Murdrak thuê phòng tại nhà nghỉ có tên là FP. Sáng ngày hôm sau khi nhắn tin rủ N đến nhà nghỉ FP, Phi đến tiệm tạp hóa gần đó mua hai con dao nhằm mục đích cắt đồ ăn khi dẫn N đi chơi và mua thêm nhiều đồ dùng khác. Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, em N đi xe máy đến nhà nghỉ FP cùng Phi đi ăn sáng rồi quay lại phòng nghỉ nói chuyện. Tại đây, Phi và N đã nảy sinh mâu thuẫn vì cho rằng không thể đến được với nhau. Phi đã dùng con dao Thái Lan tác động vào vùng ngực của N, sau đó rút con dao và tự làm tổn thương hai nhát vào ngực và bụng của mình. Tiếp đó, Phi gọi điện cho bạn thân của N đến phòng trọ để đưa N đi cấp cứu, nhưng N đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, Phi thừa nhận về quá khứ bất hảo của mình. Vào năm 2016, Phi từng bị Tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội môi giới mại dâm. Đến năm 2017, Phi tiếp tục bị Tòa án Nhân dân huyện Anh Sơn xử phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2021, Phi đã chấp hành xong hình phạt tù. Vụ án đau lòng xảy ra cũng chỉ là một mảnh ghép trong vô vàn những vụ án chứa đựng dã tâm của kẻ cuồng yêu. Thực tế đã có không ít những vụ án mà nguyên nhân là do sự ích kỷ, ghen tuông bệnh hoạn. Những kẻ gây án đã nhân danh tình yêu
vì yêu nên mới ghen, vì yêu nên mới muốn cả hai cùng kết thúc sinh mệnh để được bên nhau mãi mãi. Để rồi sau tất cả, nhiều kẻ cuồng yêu mang tâm địa độc ác đó đã phải trả giá đắt trước pháp luật, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của mình. Không ít những vụ án mạng xảy ra khiến cả xã hội bàng hoàng và thức tỉnh. Trong số rất nhiều lý do được đưa ra, người ta vẫn không thể giải thích được một cách tỉ mỉ về những tội ác nhân danh tình yêu như thế. Và từ bao giờ, tình yêu bỗng khiến con người ta thực sự sợ hãi? Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người dân ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước. Chiều ngày 25 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin, đơn vị đã xác định được thủ phạm và đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng thực hiện hành vi tàn độc rồi giấu xác nạn nhân phi tang dưới mương nước cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Trước đó vào ngày 16 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của Công an huyện Triệu Sơn về việc phát hiện chị Lê Thị Phương, sinh năm 1976 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tử vong chưa rõ nguyên nhân tại kênh nước cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn. Khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân có vết thương rách da vùng đầu. Cách hiện trường khoảng 50m, lực lượng chức năng cũng phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân. Hiện trường của vụ việc chỉ cách nhà chị Phương khoảng 800m. Xác định vụ việc có nhiều điểm bất thường, nghi vấn có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa ngay lập tức đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, ban chuyên án đã vấp phải những khó khăn bước đầu khi hiện trường vụ án là khu vực vắng người, manh mối để làm rõ sự việc cũng vô cùng ít ỏi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự nỗ lực quyết tâm tìm ra hung thủ để trấn an người dân trên địa bàn, tìm lại công bằng cho nạn nhân và gia đình. Chỉ sau 3 ngày tích cực vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm là một người phụ nữ có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước cơ quan điều tra và gia đình bị hại, đối tượng này vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng như không hề liên quan và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Đến tối cùng ngày, đối tượng vẫn có mặt tại đám tang của chị Phương để nghe ngóng tình hình và tham gia cùng gia đình lo hậu sự như không hề liên quan. Sau khi củng cố bằng chứng, đối tượng tàn độc đã phải cúi đầu nhận tội. Đó chính là Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Danh tính hung thủ lộ diện đã khiến người dân thôn 6, xã Vân Sơn không khỏi bàng hoàng, bởi Lương Thị Xuân và nạn nhân vốn có mối quan hệ họ hàng thân thiết với nhau. Tại cơ quan công an, bước đầu Xuân khai nhận, lý do người phụ nữ này ra tay tàn độc xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung nhưng kém hiệu quả. Sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán, cho thuê máy múc, không tìm được tiếng nói chung để giải quyết, nên giữa chị Phương và Xuân đã nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng, nặng lời với nhau, dẫn đến bức xúc kìm nén lâu ngày. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2024, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Xuân và chị Phương có gặp nhau nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Xuân và chị Phương xảy ra to tiếng, cãi cọ do chị Phương cho rằng nhà Xuân lừa đảo chị Phương trong vấn đề làm ăn này. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Xuân đã lấy thanh sắt trong bì mang theo khi đi ra đồng, tác động vào đầu, làm chị Phương ngất tại chỗ. Sau đó, Xuân kéo chị Phương xuống kênh nước ngay bên cạnh, dẫn đến chị Phương bị ngạt nước và tử vong. Thấy chị Phương đã bất động, do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội, nên Xuân đã lấy các bao rác đè lên người chị Phương để che giấu, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình chị Lê Thị Phương, sinh năm 1976, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Chị Phương đi làm đồng từ 13 giờ cùng ngày, nhưng tối muộn không thấy về nhà, điện thoại thì không nghe máy. Người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể chị Phương được phát hiện dưới kênh nước sâu khoảng 40-50cm bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng cách nhà khoảng 800m. Tại đây,
Lực lượng chức năng cũng phát hiện xe máy của chị Phương nằm cách thi thể khoảng 50m, dựng trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng. Phát hiện nhiều điểm bất thường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến chiều ngày 25 tháng 3, hung thủ đã chính thức lộ diện là Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối với Lương Thị Xuân để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Do ảo giác, Bùi Văn Huy cho rằng em dâu là trộm nên đã cầm dao tiến đến đâm nhiều nhát vào lưng chị T, khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Sau đó, nghi phạm Bùi Văn Huy bị công an bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 14 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn Ngọc Trừ 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão. Thông tin ban đầu xác định, vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 3, tại nhà ông Bùi Văn Hát, sinh năm 1972, bố đẻ của Huy, trú tại thôn Ngọc Trừ 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão, Huy đã chuẩn bị một con dao đầu bằng kim loại dài 35cm, lưỡi dao dài 20cm, cán dao dài 15cm ngồi ở hiên nhà. Lúc này, chị Vũ Thị Thu Tê, sinh năm 1997, là em dâu sống cùng nhà với Huy đi làm về, đang đứng đóng cổng. Do bị ảo giác, Huy cho rằng chị Tê là trộm nên đã cầm dao tiến đến đâm nhiều nhát vào lưng của chị Tê, khiến chị Tê nằm gục xuống. Huy lôi chị Tê ra ngoài cổng đóng lại rồi đi rửa hết máu trên con dao và khu vực cổng. Chị Tê được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện An Lão đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Lão, phòng kỹ thuật hình sự, công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng là con dao gây án và bắt giữ Bùi Văn Huy để điều tra, xử lý theo quy định. Sau khi xuống tay sát hại hàng xóm, hung thủ đã gọi điện cho chính quyền thông tin bất ngờ nhằm mục đích che giấu tội ác. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Thảo A Phử, sinh năm 1959, trú tại bản Suối Păng, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, sau khi tước đoạt mạng sống của người khác. Trước đó vào trưa ngày 11 tháng 3, Phử đang ở lán nương một mình thì có Hạng A Cha, sinh năm 1969, trú cùng bản, đến xin sạc nhờ điện thoại di động và ở lại lán ăn cơm. Sau khi uống hết hơn một chai rượu, anh Cha đã rủ Phử đi săn gà rừng, nhưng Phử không đồng ý. Vì vậy, giữa hai người đã xảy ra cãi vã và xô xát. Đỉnh điểm, Phử dùng cuốc xuống tay gây án, khiến anh Cha tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, khi thấy nạn nhân đã tử vong, Phử gọi điện báo cho chính quyền bản Suối Tăng, nhưng lại nói là nạn nhân bị người khác cướp tài sản rồi bị sát hại. Tình hình có dấu hiệu phức tạp hơn khi một số người thân của anh Cha mang theo dao truy tìm Thảo A Phử. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Bắc Yên khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, rạng sáng ngày 12 tháng 3, Phử đã cúi đầu khai nhận hành vi man dợ của mình. Cách đây 43 năm, hiện tượng vượt biên đã từng diễn ra phổ biến. Vào thời điểm đó, khu vực các làng chài tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hoang sơ, nên những người có ý định vượt biên thường tìm đến đây. Các chuyến vượt biên lúc bấy giờ đầy rủi ro. Những người này đã đem theo toàn bộ của cải và mạo hiểm cuộc sống để đến vùng đất hứa. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng nguy hiểm không chỉ từ biển cả mà còn từ chính những kẻ tổ chức vượt biên mà họ tin tưởng. Vào tháng 4 năm 1981, có 6 người gồm 3 đàn ông, 2 phụ nữ và 1 trẻ em từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi được một nhóm buôn người dẫn xuống khu vực biển Bình Châu mang theo toàn bộ tài sản để tìm kiếm cuộc sống mới. Nhóm buôn người này đã đưa họ đến một bãi biển vắng vẻ tại xóm Châu Tân, nơi cực kỳ hẻo lánh vào thời điểm đó. Với tâm trạng căng thẳng, sợ hãi vì sắp phải lén lút rời bỏ tổ quốc, họ đã tạo sự chú ý tới người dân địa phương. Chỉ ít ngày sau, các chú chó đã phát hiện mùi tử khí và đào lên những hố cát, hé lộ tội ác ghê rợn của nhóm buôn người khi tất cả 6 nạn nhân đều bị sát hại một cách tàn nhẫn. Lực lượng công an Nghĩa Bình, nay là tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, sau khi tách tỉnh vào năm 1989, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chuyên án để truy bắt thủ phạm đã được triển khai với sự tham gia của những cán bộ điều tra nhiều kinh nghiệm. Một cách nhanh chóng, công an đã xác định được nhóm tội phạm. 300 số họ bị bắt và bị đưa ra xét xử, với 2 người nhận án tử và 1 người nhận án chung thân. Một đối tượng khác đã chống trả và bị bắn tử vong khi đang trốn chạy. Trong số những kẻ buôn người, chỉ có Phan Thanh Việt là đã trốn thoát và bị truy nã suốt 43 năm trước, nhưng cuối cùng cũng bị bắt giữ. Phan Thanh Việt, 28 tuổi, đã có vợ con vào thời điểm vụ án xảy ra vào năm 1981. Sau khi tước đoạt mạng sống của 6 nạn nhân, Phan Thanh Việt thành công trốn chạy khỏi sự truy bắt của công an.
Việt và nhóm của anh ta theo thỏa thuận sẽ nhận thêm tiền từ gia đình những người vượt biên nếu phi vụ thành công. Tuy nhiên, Việt không hề hay biết rằng, trước khi lên đường, gia đình các nạn nhân đã có một hình thức giao kèo đặc biệt. Đó là họ chia đôi một tờ tiền, một nửa giữ lại tại Sài Gòn và nửa còn lại được giao cho người thân họ mang theo khi vượt biên. Điều này nhằm đảm bảo rằng, chỉ khi nửa tờ tiền được đưa lại thì họ mới trả số tiền còn lại theo thỏa thuận. Khi gặp gia đình nạn nhân, Việt đã nói dối rằng mình đã đưa họ qua biên giới an toàn. Thế nhưng, khi được yêu cầu xuất trình nửa tờ tiền, Việt ú ớ không thể giải thích. Hắn liền lặn mất tăm, sau đó trốn tránh suốt 43 năm. Việt trở thành đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với cáo buộc tổ chức sát hại và cướp tài sản. Hắn ta đã tránh đi những nơi mà người thân và bạn bè có thể biết mặt, chuyển chỗ ở liên tục, làm đủ loại công việc và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Trong suốt khoảng thời gian 43 năm trốn chạy đó, các trinh sát đã đi khắp nơi, từng gặp hàng trăm người để tìm kiếm Việt. Việt xây dựng vỏ bọc uy tín ở nơi trốn chạy bằng cách tỏ ra mình là công dân gương mẫu, nhưng vẫn rất cảnh giác. Hắn ta ổn định cuộc sống bằng việc lấy vợ, sinh con và làm những công việc liên quan đến sông nước như chẻ lưới. Việt cũng tạo ra cho mình một lý lịch mới để trốn thoát khỏi lệnh truy nã. Thời gian càng trôi qua, Việt càng tin rằng tội lỗi của mình đã bị lãng quên. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn không ngừng theo đuổi vụ án suốt 43 năm. Đến cuối năm 2023, thông tin về một người đàn ông tên Phan Thanh Việt ở ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau với bàn tay phải bị cụt 4 đốt ngón tay, y hệt đặc điểm nhận dạng của đối tượng truy nã được báo về. Khi các trinh sát đến nơi ở của Việt, họ giả vờ mời anh ta về trụ sở công an. Việt biết lúc này không thể trốn chạy nữa nên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình từ nhiều năm trước. Sau gần nửa thế kỷ lẩn trốn, Phan Thanh Việt đã bị bắt và cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Việt kể rằng anh ta cùng những kẻ đồng lõa đã dụ dỗ 6 người muốn vượt biên tới một bãi biển hoang sơ tại xóm Châu Tân để đợi một con tàu. Thế nhưng trái với những gì họ mong đợi, không có chiếc tàu nào cập bến để đưa họ đi. Nhận thấy các nạn nhân sập bẫy, cả 6 người bị Việt và nhóm của hắn sát hại. Bọn chúng đã cướp đi số tiền và vàng mà các nạn nhân mang theo để chia lẫn nhau. Sau đó chúng chôn xác nạn nhân dưới lớp cát biển và bỏ trốn khỏi hiện trường. Việt cho biết hắn ta lựa chọn vùng sâm nước mà người dân không biết chữ để sinh sống vì họ sẽ không đọc được thông báo truy nã của công an. Theo thông tin từ Bộ Công an, khi di lý về Quảng Ngãi làm việc với cảnh sát điều tra, bị can Phan Thanh Việt khai nhận. Khi cán bộ công an đến nhà và giới thiệu là công an từ Quảng Ngãi vào là tôi biết công an đã tìm ra mình rồi. 43 năm, nghĩ không bao giờ tìm ra tôi, vậy mà tôi vẫn bị bắt. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, Phan Thanh Việt đã ngừng mọi liên lạc với gia đình mình. Trong suốt thời gian trốn chạy, anh ta liên tục chuyển chỗ ở và thay đổi nơi làm việc tại nhiều địa phương nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Bằng các thủ thuật nghiệp vụ, cụ thể là việc tìm kiếm những người đàn ông có đặc điểm bàn tay bị cụt ngón. Đến cuối năm 2023, nhờ thông tin từ tỉnh Cà Mau về một người đàn ông có đặc điểm tay phải giống Việt, các trinh sát đã hợp tác cùng công an địa phương để xác định vị trí và truy xét. Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp. Cất vó dưới ánh hoàng hôn. Một buổi chiều muộn tháng 3, mặt trời lặn dần trên cánh đồng xã Mộc Nam tại Duy Tiên, Hà Nam. Phía con đường đất chạy dọc kênh nước tưới tiêu, chỉ còn lác đác vài người dân đang trở về nhà. Anh Nguyễn Công Hồng là người dân xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, đeo trên vai bộ kích lầm lũi đi về con mương đoạn chảy qua thôn Lã Chỉ. Ngày nào cũng vậy, hễ cứ tối trời là anh Hồng đi đánh cá, cải thiện bữa ăn cho gia đình. Hôm nay, cá có vẻ ít, cặm cụi một lúc mà chẳng bắt được con nào. Anh Hồng thở dài ngao ngán. Khi sụp chiếc vó xuống nước, bất giác anh cảm giác có vật gì đó vướng vào. Lần một, lần hai đều có cảm giác như vậy. Tò mò, anh quẳng lưới kéo lên thì tái mặt, bên trong tấm lưới lập lờ một thi thể người. Khoảnh khắc chạm vào thi thể người đàn bà đang bị chèn tảng bê tông và đóng cọc buộc dưới dòng mương đầy bèo đã khiến anh Hồng ngã ngửa. Quá sợ hãi, anh Hồng vội cất lưới chạy về báo công an. Sự việc ngay lập tức đã gây xôn xao thôn Lãng Trì, vốn thuần nông và yên bình suốt bao năm nay. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam đã đến hiện trường tiến hành các hoạt động cấp bách. Đại tá Phạm Mạnh Thường là trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, tử thi là nữ giới, tại thời điểm phát hiện đã phân hủy, có thể đã tử vong từ 5 đến 7 ngày trước. Ở phần đầu thi thể có rất nhiều vết rách da, xương sọ bị vỡ. Tại hiện trường có tảng gạch cùng cọc tre được níu bằng dây dù để dìm xác nạn nhân. Dấu vết này cho thấy đây là một vụ án mạng. Khó khăn lớn nhất lúc này là tử thi đã ngâm dưới nước nhiều ngày, mặt mũi biến dạng và phân hủy, không thu được dấu vân tay, cũng không có giấy tờ tùy thân hay đồ vật, tài sản giúp xác định tung tích nạn nhân. Trong khi hoạt động điều tra trọng án, rất cần phải dựng được danh tính bị hại để có căn cứ xác định các quan hệ và việc sử dụng thời gian, từ đó lần tìm ra thủ phạm.
Mặt khác, các dấu vết tại hiện trường đều không còn gì sau nhiều trận mưa lớn trước đó vài ngày. Hiện trường lại nằm ở giữa cánh đồng, gần nghĩa địa, cách xa khu dân cư nên hoạt động rà soát truy tìm nhân chứng hiện trường không thu được bất kỳ thông tin gì có liên quan đến vụ án. Nhớ lại về những ngày điều tra, Đại tá Thường chia sẻ, manh mối để lực lượng điều tra suy đoán về nạn nhân dựa vào đặc điểm ngoại hình. Người này mặc áo màu da báo, váy lửng bằng đồ bóng, chân đi tất, bôi sơn móng chân móng tay, cắt tóc tém. Ăn diện như vậy rất có thể là người từ địa phương khác đến, vì đây là vùng thôn quê thuần nông. Cơ quan điều tra suy nghĩ đến giả thuyết nạn nhân có thể là tiếp viên nhà hàng, hoặc làm ăn nơi xa trên đường về thì bị các đối tượng sát hại, cướp tài sản, hoặc đã thực hiện hành vi đồi bại tại đây, nhưng do kháng cự nên bị đối tượng sát hại rồi giấu xác xuống mương để phi tang. Cũng có thể nạn nhân bị sát hại ở nơi khác, chỗ này không phải là hiện trường chính mà chỉ là nơi xóa dấu vết tội phạm. Nhưng điều này cũng cho thấy thủ phạm phải là kẻ thông thạo địa hình nơi đây. Mặt khác, cơ quan điều tra suy nghĩ rất nhiều về tảng gạch đè lên lưng của nạn nhân, có 3 mặt ốp gạch men màu trắng đã cũ. Vật liệu này rất có thể là một mảng tường xây của một hộ dân nào đó ở gần đây. Việc truy tìm nguồn gốc tảng gạch này là một trong số những nhiệm vụ cấp bách trong công tác truy xét thủ phạm gây ra vụ án này. Khi một điều tra viên tìm đến khu xóm 6 thuộc thôn Lãnh Trì thì phát hiện một số thông tin quan trọng. Đó là ở đầu làng có một hộ gia đình sửa công trình phụ cách đó khoảng 6 tháng. Chủ nhà đã để 3 tảng bê tông trước cửa nhưng giờ phát hiện bị mất một tảng và đó chính là thứ đã được dùng để dìm xác nạn nhân. Sau nhiều biện pháp điều tra nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn mịt mù tăm cá, cũng chưa thể xác định được tung tích nạn nhân. Từ giả thuyết về công việc của bị hại, Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, massage, gội đầu tẩm quất trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện các trường hợp có trình báo mất tích hay vắng mặt nhiều ngày, chưa quay lại làm việc hay không. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Dù đã rất nỗ lực, cố gắng, nhiều lần tưởng chừng đã tìm được danh tính bị hại nhưng đều không đúng. Cuộc điều tra có dấu hiệu lâm vào câu rầm, bế tắc. Những tin báo không ngờ. Trong suốt thời gian dài, tung tích về người phụ nữ tử vong tại Lãnh Trì thuộc địa phận Mộc Nam, Duy Tiên của Hà Nam vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Với công tác điều tra án mạng, khi chưa thể biết nạn nhân là ai, đồng nghĩa với việc cánh cửa đầu tiên còn khóa. Giữa bao khó khăn trong hành trình giải mã vụ án, ngày 27 tháng 4, Cục xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an đã gửi đến công an các địa phương trong toàn quốc bản thông báo truy tìm tung tích của một nữ giới quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh tại Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị vào lúc 12 giờ trưa ngày 8 tháng 4, sau đó mất tích. Linh cảm có mối liên hệ nào đó với vụ án đang bị tắc, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị cơ quan nghiệp vụ cung cấp thông tin của gia đình người mất tích bên Trung Quốc hoặc những người làm ăn với người mất tích tại Việt Nam, đồng thời cử một tổ công tác lên Hà Nội triển khai xác minh. Kết quả xác định, người trình báo trường hợp mất tích này là bà Thu Anh ở khu tập thể Đầu Tàu thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, bà Anh có hẹn công chuyện với một nữ doanh nhân người Trung Quốc tên là Khâm Xuyên Tiên, sinh năm 1964 tại tỉnh Chiết Giang. Ngày 8 tháng 4, bà Tiên đã nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không đến gặp bà như đã hẹn và bật vô âm tín từ đó. Bà Anh cho biết người này thường qua lại buôn bán ở Việt Nam và ở trọ tại khu vực bến xe Gia Lâm, Long Biên. Đại tá Thường thuật lại, tổ công tác của Cảnh sát Hình sự Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội rà soát toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để tìm nơi bà Tiên đã lưu trú. Mặt khác, thông qua Cục xuất nhập cảnh, phía Công an đã mời thân nhân của bà Tiên sang nhận diện người thân. Khi nhận diện nạn nhân tử vong dưới mương qua ảnh, chồng và con bà Tiên thấy nạn nhân tương đối giống người thân của mình. Cơ quan Công an đã thu mẫu gen của họ gửi Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an tiến hành giám định ADN. Kết quả đã xác định nạn nhân trong vụ án là bà Khâm Xuyên Tiên, quốc tịch Trung Quốc, là một người. Bộ mặt ác thú. Dù danh tính nạn nhân đã rõ, nhưng vì sao nạn nhân lại tử vong dưới mương nước ở một vùng thôn quê cách xa Hà Nội vẫn là câu hỏi lớn, thách thức những người phá án. Qua rất nhiều biện pháp xác minh, hành tung của nữ doanh nhân này trong quá trình ở Việt Nam trước đây dần dần được dựng lên. Tiếp xúc với một bạn hàng của bà Tiên, trinh sát được biết đã có lần nữ doanh nhân này được một người lái xe ôm tên là Hùng, thạo tiếng Trung Quốc chở đến giao dịch. Tổ công tác liền phối hợp với Công an quận Long Biên bí mật truy tìm đối tượng tên Hùng, lái xe ôm, thạo tiếng Trung Quốc tại khu vực bến xe Gia Lâm. Thông tin này là vô cùng giá trị bởi nó đã giúp Công an tỉnh Hà Nam bước đầu lần ra manh mối của nút thắt. Tìm mãi cũng thấy, nhưng người này lại có tên khác nữa là Nguyệt. Cũng chưa biết có phải kẻ đã đi cùng bà Tiên hay không. Một điều khiến trinh sát khấp khởi mừng thầm đó là có tin gã lái xe ôm này có quê gốc ở Hà Nam.
Kết quả tra cứu tàng thư căn cước công dân xác định được kẻ nghi vấn có tên đầy đủ là Phạm Thu Nguyệt, tên gọi khác là Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1963, trú tại xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thông tin này khiến các trinh sát tìm thấy ánh sáng của tia hy vọng vì đã thỏa mãn dấu hiệu hung thủ thông thạo địa hình. Vấn đề là gã có đồng bọn hay không, vì tảng gạch đè lên lưng nạn nhân rất nặng, phải hai người mới bê được. Bằng công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra đi sâu vào khai thác nhân vật Hùng. Qua tìm hiểu, nắm rõ anh ta thạo tiếng Trung vì có 10 năm làm ăn ở biên giới, thường đi làm ăn với người cháu ruột tên là Thành. Người này đang có mối quan hệ ngoài luồng với một cô sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hà Nam. Nghiên cứu mối quan hệ này, trinh sát đã phát hiện một nguồn tin hết sức quan trọng, đó là Thành đã từng cho người yêu một ít tiền nhân dân tệ và vài vật dụng đắt tiền. Kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, cơ quan điều tra quyết định phá án. Việc bắt giữ Hùng và Thành được tiến hành đồng loạt ở hai địa điểm khác nhau tại Hà Nam và Hà Nội. Kết quả khám xét chỗ ở của Hùng, tức Nguyệt, tại quận Long Biên, Hà Nội đã thu được nhiều giấy tờ tiền giấy của Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Hùng và Thành đã phải cung khai toàn bộ tội ác. Theo đó, Hùng là người thường được bà Tiên thuê trở đi giao dịch vì biết tiếng Trung. Khi biết bà Tiên đi Bắc Ninh thu số tiền hàng khoảng 600 triệu đồng, Hùng đã nảy lòng tham muốn đoạt mạng Tiên để chiếm đoạt số tiền này. Để hiện thực âm mưu, Hùng đã gọi điện thoại rủ Thành cùng gây án và hứa sẽ cho Thành tiền. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 4, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bà Tiên có điện thoại cho Hùng nhờ trở đi lấy tiền hàng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Hùng tạo cớ rủ bà Tiên về thăm mẹ Hùng đang nằm viện ở Hưng Yên. Thực tế là muốn chở bà sang Hà Nam để gây án. Bà Tiên không chút nghi ngờ đi theo Hùng đến khu vực mương nước thuộc địa phận thôn Lãnh Trì thì rơi vào bẫy của bọn tội phạm. Hai tên này đã dùng búa đinh đập vỡ sọ nạn nhân một cách man dợ sau khi lấy hết tài sản. Chúng bê người đàn bà xấu số dìm dưới mương nước với tảng gạch và đóng cọc tre, dây dù để phi tang. Với tội ác man dợ, tại phiên xử diễn ra vào cuối năm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Hùng án tử hình và Thành án chung thân. Nhiều năm qua, hoạt động mua bán dâm đã dần được biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi. Những tưởng những người mua bán hay các tú bà là những thành phần bất hảo trong xã hội. Nhưng hiện nay, việc mua bán dâm còn đi sâu vào cả những sinh viên, những người có tri thức. Trong nhiều đường dây mua bán dâm, đối tượng sinh viên trường đại học được nhắc đến trong vai trò là gái bán dâm và cả môi giới mua bán dâm không hề hiếm. Bị cơ quan chức năng truy lùng gắt gao, những người môi giới mại dâm, thường gọi là tú bà hay má mì, đã có nhiều chiêu thức để trốn tránh. Mua bán dâm là cụm từ hiếm thấy được đặt trong nội quy trường học. Vừa qua, trong quy chế xử lý kỷ luật người học của trường đại học Hoa Sen, ban hành đã gây chú ý với hành vi hoạt động mại dâm. Theo đó, sinh viên vi phạm lần 1 bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn và lần 4 mục thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung quy chế này đã kéo theo nhiều tranh cãi bởi không chỉ bởi có vẻ hài hước mà hơn hết nhiều người thấy khó tin với việc sinh viên đại học đi bán dâm. Nhưng thực tế trong nhiều đường dây mua bán dâm được phanh phui, sinh viên đại học được nhắc tên không phải chuyện lạ, chuyện hiếm. Phần lớn họ ở trong nhóm đối tượng gái bán dâm và có cả trường hợp sinh viên là môi giới bán dâm. Khi nữ sinh bán dâm. Vào cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh PC02 đã phát hiện băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm trên mạng xã hội. Giới thiệu là người mẫu ảnh, sinh viên, diễn viên, hoa khôi do đối tượng Hồ Thị Hạnh, 22 tuổi, điều hành đường dây. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện tại một khách sạn ở quận 10, một hoa khôi, một cuộc thi sắc đẹp và một người mẫu ảnh đang bán dâm với giá 50 triệu đồng một lượt. Ngoài ra, tại một khách sạn ở quận 5, cơ quan chức năng cũng phát hiện hai hot girl, trong đó có một sinh viên đại học đang bán dâm với giá 14 triệu đồng một lượt. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai lâu nay luôn chủ động xây dựng hình tượng là một cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với nhiều lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành. Tính đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, Hạnh khai nhận đã quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng, với giá bán dâm từ 14 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng một lượt. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 27 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp cùng Công an quận 5, Công an quận 10 tiến hành kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn quận 5 và quận 10. Đồng thời tạm giữ Hồ Thị Hạnh cùng với đồng bọn Đậu Thị Liên đã có hành vi môi giới cho 4 gái bán dâm là người mẫu ảnh, hoa khôi, sinh viên, hot girl đến hai khách sạn là khách sạn Athena thuộc quận 10 và khách sạn Bonita thuộc quận 5 để bán dâm cho khách. Hạnh và Liên khai nhận nhằm tăng giá bán dâm và tạo cuốn hút cho khách mua dâm, hai đối tượng đã cho chụp hình các cô gái trẻ đẹp rồi gửi các hình ảnh này có kèm thông tin lăng xê cho khách mua dâm lựa chọn. Mỗi lần môi giới thành công,
Hạnh và Liên được hưởng số tiền từ 4 triệu đồng đến 15 triệu đồng một lần của gái bán dâm. Đáng nói, ngoài việc môi giới, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng một lượt, tương đương với 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ cho các đại gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có mô hình hoạt động mang tính truyền thống hơn, đường dây mại dâm tại nhà hàng Ruby và nhà hàng Thảo Vi thuộc đường Lê Văn Quế, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị triệt phá lại hoạt động có phần công khai và rình rang khi luôn có hàng trăm tiếp viên nữ khỏa thân nhảy sexy để nhằm lôi kéo khách và tăng doanh thu cho nhà hàng dưới sự điều hành của các má mì, tổng quản lý nhà hàng. Phan Hoàng Phương, tổng quản lý của hai nhà hàng, Lê Thành Vinh và Nguyễn Thị Thảo là quản lý nhà hàng Ruby. Mỗi ngày, hai nhà hàng này tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng karaoke. Tại cơ sở luôn có khoảng 100 đến 150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi, nhân viên nữ khỏa thân nhảy sexy. Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép, nhưng ẩn sau đó là hoạt động môi giới mại dâm. Giá cả mua bán dâm từ 3 triệu đồng một lần và 6 triệu đồng một đêm. Mới nhất, trong vụ án môi giới mại dâm ở Hà Nội do đối tượng Đỗ Mai Khanh, 31 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội điều hành. Theo lời khai của má mì, từ năm 2023 đến nay, thông qua mạng xã hội, nghi phạm đã kết nối môi giới mại dâm cho nhiều người với giá từ 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng một lượt. Khách hàng của Khanh thường là những doanh nhân, người giàu có, còn gái bán dâm là các sinh viên trường đại học, người đẹp có nhan sắc từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đường dây bán dâm của Tú Bà năm nhất đại học. Một đường dây khác bị triệt phá cách đó không lâu do Vũ Nguyễn Nhật Vi, 21 tuổi ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Tú Bà Vi bị tuyên án 2 năm tù vì tội môi giới mại dâm. Tại thời điểm phạm tội, cô gái này là sinh viên năm nhất của trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 11 năm 2021, Vi có ý định thực hiện việc môi giới mại dâm để hưởng lợi. Vi đã sử dụng điện thoại tham gia các nhóm trò chuyện trên Zalo để tiếp cận các cô gái trẻ có nhu cầu bán dâm và đặt vấn đề môi giới mua bán dâm cho họ. Tú Bà còn tham gia các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Telegram tìm khách mua dâm nhằm thực hiện môi giới mại dâm. Qua đó, Vi biết một số chân dài bán dâm và một số đại gia có nhu cầu mua dâm nên đã móc nối và làm môi giới. Trong quá trình xét xử, Vi xin được hưởng án treo để có cơ hội quay trở lại giảng đường đại học. Đề xuất này bị bác bỏ, nhưng Vi được giảm nhẹ một phần hình phạt vì là học sinh giỏi liên tục 12 năm liền. Đang là sinh viên đại học cũng như có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ nhà đi, cha bị ung thư giai đoạn cuối. Trường hợp khác là má mì Hoàng Thị Nhật Lệ, là sinh viên đại học ở Hà Nội khi bị khởi tố môi giới mại dâm vào năm 2023. Theo cảnh sát, trong thời gian chờ tốt nghiệp, Lệ đã dùng tài khoản mạng xã hội có tên Hini Nguyễn và Luna để lập ra các nhóm kết nối gái bán dâm với người mua dâm ở nhiều tỉnh thành. Lệ không trực tiếp mà chỉ giao dịch trên mạng xã hội. Giá giao dịch từ 10 đến 15 triệu đồng một lượt. Nếu qua đêm hoặc dài ngày, từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ, tùy vào nhan sắc gái bán dâm. Khách chuyển tiền vào tài khoản của Lệ và gái bán dâm được chia 30% số này. Có thể nói, ngoài các hoạt động môi giới mại dâm, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như nhà hàng, karaoke biến tướng, còn xuất hiện mại dâm theo mô hình mới lên căn hộ chung cư cao cấp. Cũng có nhóm đối tượng chuyển đổi liên hệ chủ yếu qua mạng xã hội với sự tham gia của nhiều người mẫu, hot girl, sinh viên, khoa khôi, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng khi phát hiện, triệt phá. Chưa kể các đối tượng nước ngoài còn câu kết với người trong nước hình thành các đường dây hoạt động môi giới mại dâm biến tướng, núp bóng các quán karaoke, nhà hàng kinh doanh ăn uống, có tiếp viên nữ phục vụ, sau đó mời chào khách có nhu cầu mua dâm. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng môi giới và mua bán dâm thường câu kết hoạt động một cách tinh vi và bí mật, chặt chẽ, khép kín trên nguyên tắc, có sự quen biết hoặc người quen giới thiệu. Thông tin về người mua dâm thường được đối tượng môi giới và gái bán dâm kiểm tra kỹ lưỡng, thường liên hệ trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội. Do đó, việc phát hiện, điều tra, khám phá ra các đường dây kiểu này khiến cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Đánh vào tâm lý nhiều người muốn có việc làm, kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nhiều đối tượng đã dùng những cách khác nhau như thông qua gọi điện thoại, quảng cáo trên mạng xã hội để mời chào những công việc đơn giản với mức lương cao. Thực tế nhiều người cũng chỉ vì ham lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, bất chấp xuất cảnh trái phép sang Lào, Campuchia, Myanmar, làm việc nhưng phải nhận trái đắng. Sinh ra và lớn lên giữa vùng sơn cước với những con người thật thà, chất phác. Ở độ tuổi thiếu nữ trăng tròn, chỉ vì lời hứa việc nhẹ lương cao, cô gái trẻ đã phải bước vào chuỗi ngày đằng đẵng trong đau đớn, tuyệt vọng vì bị xâm hại liên tục trên đất người Myanmar. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã đón một thiếu nữ 16 tuổi, quê huyện Bảo Lạc, đến tố cáo những kẻ đã dắp tâm bán mình sang Myanmar. Từ tố cáo này của thiếu nữ, Phòng PC02 đã xây dựng chuyên án để bóc gỡ đường dây buôn người qua biên giới và lột trần sự thật ghê rợn về cuộc sống nơi đất khách. Gương mặt vẫn hằn in nỗi ám ảnh. Nạn nhân là HTV,
đã dùng hết can đảm để kể lại chuỗi ngày mà với cô là đáng quên nhất cuộc đời. Câu chuyện từng lúc đứt đoạn, các cán bộ phòng PC02 đã phải trấn an, động viên thiếu nữ bình tĩnh vì lời khai của cô sẽ là chìa khóa dẫn đến ổ nhóm buôn người mất nhân tính. Những ngày tuyệt vọng trong tủ nhục. Theo lời kể của V, cuối tháng 2 năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, V thấy bài đăng tuyển nhân viên của một thanh niên tên là Hoàng Văn Sơn, cùng chú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hoàng Văn Sơn là bạn học trung học cơ sở với V. Sau khi trao đổi, V đồng ý đi tỉnh Bắc Giang, nơi mà Hoàng Văn Sơn giới thiệu để làm phục vụ quán hát karaoke. Khi xuống đến nơi, V và hai cô gái khác được chủ quán là Nguyễn Thị Nguyệt Hòa, 26 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, dụ dỗ sang Myanmar làm việc với mức lương vài chục triệu đồng. Hòa còn cam kết công việc bên Myanmar nhàn hạ, nếu làm được việc thì Tết sẽ được về. Tin vào những lời có cánh trên của Hòa, V cùng hai cô gái trẻ làm cùng đã gật đầu đồng ý. Sau một tuần di chuyển vất vả bằng nhiều phương tiện khác nhau, ngày 11 tháng 3 năm 2023, cả ba người đã trót lọt nhập cảnh sang Myanmar. Từ đây, chuỗi ngày sống vô cùng tủi nhục của ba cô gái trẻ đã bắt đầu. Chất chứa đầy nỗi niềm, thiếu nữ 16 tuổi ngậm ngùi nói: "Việc nhẹ, lương cao đâu chưa thấy. Vừa sang đến nơi, chúng tôi bị các đối tượng ép buộc phải hành nghề mại dâm. Mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách. Nếu không làm, sẽ bị ngược đãi, dọa nạt, bỏ đói. Quá sợ hãi, các thiếu nữ bị xâm hại mỗi ngày, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bị ép làm gái mại dâm suốt một tháng, về được chuyển sang địa điểm khác để bán dâm. Còn hai cô gái đi cùng từ Việt Nam sang bị chuyển đi đâu thì về không hay biết." Một thời gian sau, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, phòng PC02 Công an tỉnh Cao Bằng và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu thành công về và đưa thiếu nữ này về nước qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Hành trình tội ác. Sau khi nhận được đơn tố giác của V, phòng PC02 Công an tỉnh Cao Bằng đã tham mưu xác lập chuyên án mang bí số 623M để đấu tranh làm rõ hành vi buôn người của các đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, tạm giữ hình sự, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can. Trong số 4 bị can bị khởi tố có bà chủ quán karaoke Nguyễn Thị Nguyệt Hòa. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố Đầm Văn Mạnh, 28 tuổi, trú tại Bắc Giang, Hoàng Văn Sơn, 18 tuổi và Nhàn Văn Dũng, cùng trú tại tỉnh Cao Bằng. Quá trình đấu tranh với các đối tượng, chi tiết của vụ án mới dần được hé lộ. Tháng 8 năm 2022, vợ chồng Hòa, Mạnh thuê lại quán karaoke tại xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang để kinh doanh. Sau khi hoạt động khoảng 1 tháng thì bị dừng hoạt động. Dù đóng quán karaoke, nhưng Hòa vẫn tuyển nhân viên nữ để đi phục vụ các quán karaoke trong huyện. Sơn và Dũng lúc này làm thuê cho Hòa, hàng ngày đưa đón nhân viên nữ đến phục vụ các quán hát. Tháng 2 năm 2023, Hòa quen biết một người phụ nữ có tên tài khoản Facebook là Mèo, không rõ địa chỉ, lai lịch. Quá trình nói chuyện, Mèo nói với Hòa là tìm phụ nữ trẻ tuổi đưa sang Myanmar cho Mèo để làm nhân viên phục vụ quán hát. Lương tháng 30 đến 40 triệu đồng một người mỗi tháng. Mèo nhấn mạnh thêm, nếu Hòa tìm được đưa sang Myanmar thì sẽ được nhận mỗi người 5% tiền thu nhập của người phụ nữ được đưa sang. Sau đó Hòa chỉ đạo Sơn, Dũng đăng bài tuyển nhân viên nữ về cho Hòa để đưa ra nước ngoài làm. Hòa đã thỏa thuận trả tiền công tuyển mộ và đưa ra nước ngoài thành công sẽ được Hòa trả công với số tiền là 15 triệu đồng trên một phụ nữ. Sau khi tuyển được người, Hòa chỉ đạo Dũng, Sơn đưa người ra Nghệ An và Quảng Trị rồi chuyển giao cho người khác để đưa sang Myanmar. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã đưa chót lọt 4 người sang Myanmar. Sau khi đưa được người thứ tư sang Myanmar, Hòa khai đã gọi điện thoại đòi tiền Mèo nhưng không được. Lời xảo biện của tú bà lì lợm. Với con mắt nghiệp vụ và vai trò là điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, Thiếu tá Phùng Xuân Trường, phòng PC02, Công an tỉnh Cao Bằng nhận định, bị can Hòa thường xuyên khai báo quanh co, chối tội, thay đổi lời khai. Tiết lộ về lời xảo biện của Hòa, Thiếu tướng Trường nói rằng, Hòa phủ nhận việc bàn bạc thỏa thuận đưa các phụ nữ Việt Nam sang Myanmar cho người tên là Mèo để hưởng lợi tiền, mà chỉ nhận giới thiệu cho các bị hại đi làm để kiếm tiền trả nợ cho Hòa. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định việc thay đổi lời khai của Hòa là không có căn cứ. Tương tự, Thượng tá Ma Vĩnh Long là trưởng phòng PC02 khẳng định, Nguyễn Thị Nguyệt Hòa là chủ mưu cầm đầu có nhiệm vụ móc nối để định giá việc được trả bao nhiêu tiền, sau đó móc nối với các đối tượng đưa các bị hại sang Myanmar để bán. Thượng tá Long cho biết thêm, trong chuyên án này, để có thể giải cứu nạn nhân, lực lượng chức năng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thường phải đi xe máy, đi bộ qua các đường đèo từ Myanmar về Việt Nam. Quá trình giải cứu phải mất hơn 10 ngày, đi qua khu vực tam giác vàng rất nguy hiểm. Có các đối tượng rất manh động và liều lĩnh. Đến thời điểm hiện tại, vụ án đã hoàn tất điều tra, chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Riêng đối tượng Mèo do không có thông tin cụ thể về nhân thân nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này.
Đây cũng chỉ là một trong những vụ án liên quan đến bẫy việc nhẹ lương cao, lừa bán sang nước ngoài. Thực tế còn rất nhiều trường hợp kém may mắn vẫn không biết đến bao giờ mới có thể thoát được chiếc bẫy tuyệt vọng này.